Từng đêm mơ, con tim em luôn đợi chờ, chờ đợi mong vào một ngày mai tươi sáng trong mùa thu sang. Đông qua xuân ngắn hạ tàn, tình tịch tang giật tan dịch đâu dễ dàng. Giờ em chỉ mong muốn Covid không còn ở đây, chỉ mong dịch mau hết. Ai à, vì ai tại sao buồn như thế, có khó chi đâu bạn ơi, sao ta phải chung sức cùng đánh bay lại gì. Covid đi thật xa, nhà rồi bạn ơi, từ đến trường nhưng không dừng học, không hề mải chơi, học online tại nhà, tôi vẫn cố gắng học tốt, tập thể dục tăng cường sức khỏe, ăn uống lành mạnh đi nhé. Thôi em không cần giữ chỗ cho Vi ngồi đâu, tiêm vaccine phòng ngừa Covid vậy ơi Vi về mau, từ nay và về sau Vi đừng ghé nữa nhé, ba hồn bảy vía xin Vi đừng ghé nữa nhé. Người ta thường hay nói Covid không lường được đâu, vậy nên phải cố gắng đồng sức ta đồng lòng. Xin chào tất cả các thầy cô và các bạn học sinh trường Trung học Cơ sở Ngoại ngữ. Con tên là Trần Phương Gia Quý, học sinh lớp 7A4. Và nhân dịp năm học mới 2021-2022 thì con cũng có một vài lời chúc gửi đến tất cả những thầy cô giáo. Và con chúc các thầy cô giáo luôn tràn trề sức khỏe để luôn dạy bọn con những bài học hay và thú vị nhất ạ. Con cảm ơn các thầy cô giáo ạ. Tụi con cũng mong rằng thầy Chiến và cô Trang sẽ luôn khỏe mạnh để có thể cùng sát cánh bọn con trong năm học mới. Mình chúc toàn trường sẽ có một năm học thật là suôn sẻ, đạt được những kết quả mình mong muốn và cố gắng vượt qua đại dịch. Đặc biệt mình muốn gửi lời chúc tới các em quay mới vào trường rằng chúc em có một năm học thật là tốt và hãy cố gắng thích nghi và hòa hợp với môi trường UMS của chúng ta. Hãy nhớ giữ gìn sức khỏe, stay safe and follow 5K. Nhân năm học mới 2020-2021, con xin kính chúc tất cả thầy cô có thật nhiều sức khỏe, tràn đầy năng lượng, sự tự tin và gặt hái được nhiều thành công. Xin chào tất cả các em lớp 6, chị tên là Tô Thanh Mai đến từ lớp 8A2. Vừa rồi thì các em đã vừa trải qua một kỳ thi rất khó khăn cũng như là rất vất vả đúng không? Xin chúc mừng các em đã trở thành một thành viên trong UMS. Năm học mới thì chị xin chúc các em sẽ có những khoảng thời gian thật là ý nghĩa cũng như là dễ dàng hòa đồng, hòa nhập với các bạn và sẽ có một năm học thật vui vẻ. Xin chào tất cả các em và chúc mừng các em đã trở thành thành viên của đại gia đình UMS thân yêu. Thì chúng ta sẽ có một năm học rất là nhiều điều thú vị, vui vẻ và bổ ích ở phía trước. Nên các em hãy chuẩn bị tinh thần để bước vào một năm học mới thật là ý nghĩa ở UMS nha. Bye!
sang năm học mới, con kính chúc các thầy cô luôn dồi dào sức khỏe và tràn đầy năng lượng để mang đến cho chúng con những bài học bổ ích và lý thú nhất. Sang năm học mới 2021-2022, con xin chúc chúng ta có thật nhiều thành công, các thầy cô luôn có thật nhiều sức khỏe. Và tớ xin chúc các bạn, con xin chúc các em có một năm học thật suôn sẻ nhé.